Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiền tài là nguyên khí quốc gia, phát huy truyền thống quý báu của cha ông. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc chọn và trọng dụng nhân tài. Chính nghệ thuật trọng dụng nhân tài của người đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài bắt nguồn từ tư tưởng trọng dân, tin dân, nêu cao vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Theo người, một người được coi là nhân tài phải hội tụ đủ cả hai yếu tố tài và đức. Quan trọng hơn là tài và đức ấy phải hướng đến những việc làm ích nước lợi dân. Để không bỏ sót nhân tài, người căn dặn, phong trào giải phóng sôi nổi nảy nở ra rất nhiều nhân tài ngoài đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ, phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào cuộc kháng chiến cứu nước. Có thể nói rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người đặc biệt quan tâm chăm lo đến cái việc phát hiện và sử dụng người tài. Chính vì thế chúng ta biết rằng ngay sau khi giành lại chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 45, Bác Hồ đã viết thư gửi đến tận các địa phương, các cơ sở yêu cầu chính quyền các xã, các làng, các thôn là phải phát hiện được người tài. Mà nếu phát hiện được người tài thì phải báo cáo ngay với chính phủ để chính phủ trọng dụng. Chính vì vậy mà trong cái thời kỳ trứng nước của cách mạng, trong chuyến đi thăm và làm việc ở nước Pháp, Bác đã mời được rất nhiều người tài là người Việt Nam đang công tác ở Pháp, có trình độ, có kiến thức, có đạo đức, từ bỏ cái cuộc sống nhung lụa, từ bỏ cái cuộc sống sung sướng để về tham gia xây dựng đất nước, mà lại về tham gia để mà tiến hành cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Rất nhiều. Đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là có lẽ chỉ có Bác mới làm được điều đó. Cùng với việc chọn người tài, sử dụng người tài đối với người cũng là một nghệ thuật. Theo người, sử dụng nhân tài phải biết tùy tài mà dùng người, phải dùng đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường của họ. Người giải thích về việc này rất dễ hiểu. Người nào có năng lực làm việc gì thì đặt vào việc ấy. Nếu dụng không đúng, người giỏi nghề thợ mộc thì giao cho việc thợ rèn. Người giỏi nghề thợ rèn thì giao cho việc thợ mộc. Như thế thì hai người đều thất bại cả hai. Trong việc trọng dụng người tài, người chỉ rõ trách nhiệm của người lãnh đạo. Người nhấn mạnh, lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng làm được việc. Bác nói là ta thường mắc một cái khuyết điểm, một cái thói xấu là chỉ thích dùng những người kém hơn mình, không chịu dùng những người tài giỏi, những người cương trực, những người thẳng thắn, lại hay ưa cái bọn xiểm định. Nó xiểm định mà, nó xuyên tạc sự thật, thế rồi làm cho mình chán ghét, xa lánh những người tốt, người giỏi. Bác chỉ trích như thế. Bác bảo như thế rất có hại cho đảng, rất thiệt cho nhà nước vì không có người tài giỏi. Nhưng mà điểm nữa là bệnh này, bệnh hẹp hòi này, nó cản trở sự đoàn kết trong đảng với trong dân. Do hẹp hòi mà dẫn đến mất đoàn kết, thiếu một cái sự bao dung rộng lượng. Cùng với việc trọng dụng nhân tài, người cũng đặt ra yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra công tác cán bộ, sử dụng nhân tài để một mặt tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những cơ quan người quyết định thành lập đầu tiên chính là thanh tra. Người nói, chính phủ đã hết sức làm gương và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi nửa thế kỷ, nhưng những tư tưởng của người về công tác cán bộ, về thu hút sử dụng nhân tài cho tới nay vẫn còn mang tính thời sự. Trọng nhân tài, biết dùng nhân tài và kiểm tra chặt chẽ để loại bỏ những người không đủ tài đức,
đang gây hại cho việc chung chính là mấu chốt của công tác cán bộ. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.